Các bạn có thể thấy được rằng là các cặp đôi thường người ta quen nhau càng lâu thì tình yêu sẽ càng phai nhạt đi. Nhưng nó sẽ không tan vỡ nếu như không có người thứ ba xuất hiện. Có đồng ý điều này hay không? Trùng khớp. Harry, em yêu lần thứ mấy rồi? Yêu anh này là lần thứ mấy à? Không, em yêu, em có bao nhiêu người yêu rồi? Em có bao nhiêu người yêu rồi? Không đếm, đếm được. Hả? Không đếm được. Thế anh Đạt này là người thứ mấy? Cái đó không quan trọng. Quan trọng là anh Đạt này là đàn ông cuối cùng của Harry. Cái đó mới là quan trọng. Chắc không? Chắc. Thế tại sao Tiến Đạt lại đồng quan điểm với Harry? Thường thì một là mình tự phá mình thì nó cũng đã đủ nát mét rồi, mà thêm người thứ ba nó phá nhanh lắm, cho nên là có nghĩa là một mình phá là muốn chết rồi, thêm người giúp phá nữa là thôi đúng rồi. Câu kế tiếp, bạn có thích cách người yêu mình góp ý về mình những điều mà mình sai mà mình không thích hay không? Trùng khớp. Ủa Harry, thường Tiến Đạt góp ý em chuyện gì? Em nói nhiều. Em phải nói ít lại. Và em phải bình tĩnh hơn. Em đừng có nóng tính. Còn Tiến Đạt thường bị góp ý về chuyện gì ạ? Nói ít quá. Ít nói quá. Đúng rồi, với lại là ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Thì đấy, cho người nên là... nói nhiều quá, người nói ít quá. Không biết tại sao sống được 6 năm nhỉ? Bởi vì đó là kỳ diệu. À, kỳ diệu. Đúng là kỳ diệu thật. Dạ. Câu số 3. Hai bạn hãy cho tôi biết là hai người chỉ yêu nhau nhưng không có chung một cái quan điểm gì về tính cách hay là sở thích vẫn có thể yêu nhau được, đúng hay không? Đúng không? Hình như tôi mới nói rằng hiện trạng của hai người này phải không? Chính xác. Đúng không? Đúng, đúng. Hai người không có sở thích gì giống nhau được hả? Sở thích thì có hát. Có một cái à. Hát. Đi du lịch thôi. Yêu vậy thôi đó. Cái gì? Hả? Nó có... Sở thích nó cũng có nhiều cái chứ bố. Chỉ khác là cái tính tình thôi. Còn sở thích thì nó giống nhau mà. Giống cái gì? Hát rồi múa. Dạ. Rồi về tính tình cái nào khác? Harry thì rất thích theo rồi này kia. Nói chung là nhiều thứ thích. Nhưng mà anh Đạt thì thích xe cổ rồi, thích máy ảnh rồi này em kia. Em có thích không? Ồ, không thích. À, cái mối tình này lạ lùng lắm nha. Cái này là chắc là phải bữa nào phải viết sách đi. Không hiểu được, cái tâm lý thì phức tạp quá. Qua câu số 4 nha. Các bạn có nghĩ rằng phần lớn các cặp tình nhân đi đến hôn nhân là vì thời điểm thuận lợi chứ không nhất thiết cứ phải là kết hôn vì yêu nhau? Có đồng ý không? Có nghĩa là thời điểm thuận lợi lúc đó người ta kết hôn chứ không nhất thiết cứ phải yêu nhau mới là kết hôn, đồng ý không? Không được đâu. Em ngây thơ quá Harry à, có nghĩa là em nghĩ là phải yêu mới cưới hả? Thì yêu nhau thì cưới, chứ không yêu làm sao cưới. Thế tại sao Tiến Đạt lại nghĩ ngược lại? Thì yêu nhau cưới là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà nó phải tùy vào thời điểm nữa. Cái lúc mà hết tiền thì lấy đâu mà cưới em? Cái gì? Cô ba này, cái cô có nhỏ. Không có tiền sao cưới? Ôi giời ơi, thế bây giờ anh không có tiền cho nên không có cưới em à? Hả? Cưới sau, cưới sau. Ồ thế cô đơn thôi nhá, rồi thôi câu hỏi tiếp theo à. Câu cuối cùng nha, hy vọng đúng nha. Hai bạn có đồng ý với quan điểm tình yêu chỉ đẹp khi thuở ban đầu, càng về sau sẽ càng bão hòa? Có đồng ý hay không? Có đồng ý với điều đó không? Trùng khớp. Em cũng đồng ý nữa hả? Anh nghĩ em là người luôn luôn lãng mạn chứ hả? Dạ không, tại vì bây giờ là thời điểm nhạt lắm rồi. Nhạt cỡ nào em? Nhạt cỡ như giống như là anh Đạt là anh trai, còn anh Đạt xin em như là em gái. Không có gì lãng mạn. Có đi coi phim không? Đi coi phim hả? Lâu lâu đi một lần.
Có bao giờ đi công viên nhau không? Công viên à? Không đi lâu lắm rồi ạ. Vậy hả? Bây giờ tôi hỏi thiệt nha, cái lãng mạn nhất hiện nay đang tồn tại còn sót lại là gì? Anh trả lời đi. Mỗi lần mà bà già mà giận thì mua đồ ăn cho bà già ăn. À, đây là bà già đó hả? À, lại đi mua đồ ăn cho em ăn, phải không? Lãng mạn nhất có thể rồi đó hả? Cái đó là lãng mạn nhất luôn. Một chuyện ai cũng có thể làm được. Rồi, cảm ơn các bạn chơi rất là tốt. 5 câu đúng được, 4 câu được 20 điểm. Chúc mừng.